Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của anh BQ Thành, mình là Ốc. Hôm nay Ốc rất đau đầu, không biết làm gì để ngầu nhất khu. Ốc ơi, đừng có buồn rầu. Ở đây anh có cái bồn cầu cho em. Cái bồn cầu cho ngầu. Đấy, hợp lý còn gì nữa. Đây, các bạn thấy ông ngầu không? Quá ngầu. Cho ông một tràng pháo tay. Vỗ tay. Ngầu như bà bầu ngồi trên bồn cầu luôn. Ôi giời, liên tha liên thiên. Đấy đấy, anh còn đòi ngồi lên bồn cầu tranh với em nữa. Đấy, em muốn ngầu cho anh cho cái bồn cầu còn gì nữa, đúng ý của em luôn. Để em xem nào. Ui, bồn cầu anh BQ Thành cho em á. Cũng may là sạch sẽ đấy, chứ nếu mà bẩn là quái vật bồn cầu nó chui lên nó ăn thịt anh đấy. Ui giời, sợ gì mấy con quái vật bồn cầu, nó chỉ có trên mạng thôi, làm gì có ở trong Minecraft đâu. Không phải đâu, hình như là nó ở đằng kia kìa. Đâu? Ôi thôi các bạn ơi, tụi mình ở trong thế giới bảo vệ nhà vừa bảo không có con quái vật bồn cầu không xuất hiện đâu. Bây giờ nó xuất hiện tấn công nhà tụi mình luôn. Đúng là ghét của nào trời cho của đấy các bạn ạ. Ủa, bên Thành ở đây là cái gì? Máy phát điện à? Không biết được cái máy gì ốc ạ. Ô, chắc là máy phát điện rồi. Dạo này ở khu các bạn có mất điện không? Ừ nhỉ, dạo này thời tiết nắng nóng mà hay mất điện do thủy điện bị hết nước ốc ạ. Ờ đúng rồi đấy, nên là các bạn hãy dùng điện một cách tiết kiệm nha. Đúng rồi, cái gì không dùng thì chúng ta tắt đi để tiết kiệm, để còn có nhiều điện sử dụng, không là mất điện suốt ngày thì thôi rồi. Thế đây là cái gì? Cái gì, ai mà biết đây là cái gì? Chán thật, bây giờ Thành đúng là chả biết cái gì hết. Thì anh không biết cái gì, thì đây là cái gì, ai mà biết cái gì, các bạn biết cái gì, các bạn bình luận ở dưới đó là cái gì nhá. Ôi trời ơi, lú luôn. Tí nữa quay về bằng cầu đến sẽ ăn thịt anh đấy, bởi vì anh là một đứa có đầu óc vô tri. Vô tri cái gì, anh lấy ngay vũ khí ra, mấy con quái vật bồn cầu thì nó sợ gì, trông nó ngầu thế thôi nhưng mà nó gặp anh á, xin vĩnh biệt cụ ngay. Ui này, nhưng mà nhá, em bảo nhìn cái ảnh mà xem, ở trên này nó còn có vết máu này, ở trên mạng em xem nó không có vết máu này đâu, hay là con này là con nguy hiểm hơn con ở trên mạng đấy. Hay là chắc nó ăn nhiều thịt người ấy, đặc biệt là tí nó ăn thịt ốc nên nó phòi ra cái này đấy. Lại đặc biệt ăn thịt ốc lúc mà ăn thịt ốc, nó ăn thịt anh mà sẽ ô. Lại tự nhiên vứt cái quần ra, ảo thật. Sao lại vứt cái quần cho anh cần gì cái quần què của em. Đây, bây giờ anh sẽ mặc bộ đồ của anh vào, đảm bảo ngầu luôn. Tên tết tên. Ông ơi, anh mặc bộ đồ này ha. Còn có cả cái mặt nạ chống độc này để mình không hít mùi thum thủm thôi thối của cái bồn cầu. Thế á? Em cũng có. À, ốc cũng có các bạn ạ. Thế thì tụi mình không lo cái bồn cầu nó dội nước vào người tụi mình và tụi mình bị bốc mùi nhỉ ốc nhỉ. Ờ, nhưng mà em phải bỏ ra cho nó đỡ khó nhìn á. Ờ, nó cứ bị mờ mờ ảo ảo ấy. Ôi em Bêu Thánh ơi, nhìn này, em có cả chổi để cọ nhà vệ sinh này. Ôi ôi, ốc ơi tí á. Anh nghĩ là con quái vật bồn cầu chắc nó sợ cái chổi này lắm vì nó sợ sạch sẽ mà. Ờ, thế thì em sẽ ném đánh vào nó bằng chưởng chổi. Ờ, hoặc là em chạy đến em quét sạch sẽ nó rồi nó chạy mất dép. Nếu như không được nhá, thì em đây còn có một thanh kiếm cong queo. Ý giời, thanh kiếm cong queo, anh cũng có thanh kiếm queo cong. Đâu? Đây. Ái da, thanh kiếm của anh còn có cả màu xanh, thanh kiếm của em thì không có màu xanh, chỉ có màu đỏ và màu cam thôi. Ờ, thanh kiếm lửa sao ạ, giống như kiểu một ngọn lửa đang cháy ý. À thế à? Cháy lên đi nè. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Phải tôi đấm cho mấy nhát. Cháy cái đầu em, mẹ làm sao anh mà cháy được. Anh là người rất đẹp trai, không phải là người cháy. Đây này, nhìn anh này, cây đinh ba, chuyên phi bọn quái vật hay là phi ma. Ái dạ, thế còn đây là cái gì? Cái gì em thử dùng đi, ai mà biết đồ của em, ai biết cái gì? Ừ, à đây cái khiên. Cái khiên đâu, cái đàn mà ba đánh ra tiếng nôn nhạc mà là cái khiên, em đúng là đồ điên. Ủa thế à? Ờ, em đánh thấy nôn nhạc ở trên đầu không? À ừ nhỉ. Tinh 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 tinh. Bồn cầu rất là ngầu. Thôi em đừng hát nữa, tí đảm bảo nó đến ăn thịt em đầu tiên, hát như thế nó chắc chắn thịt em luôn. Anh có súng không Baby Thành ơi? Có chứ, nhìn lên ơi. AK. Ai dạ? AK nhìn Baby Thành xấu như ma. Xấu như ma gì, đẹp hơn người ta. Thế dám bảo sao anh xấu như ma? Súng anh không được đẹp bằng của em. Nhìn đây, M4A1 Explorer. Ui giời, em đọc tên súng mà anh quên luôn tên đấy, khẩu súng này là gì luôn. Có ống ngắm em bắn từ xa đấy, để em bắn xem nào. À, bắn cái con Freddy kia. Bắn đi. Ơ, không có đạn. Ui, súng đều không có đạn, nhìn người ta này, bằng bằng bằng.
Ôi, Bê Quy Thành giỏi thế. Súng em là súng hàng mã, súng đồ chơi, không bắn được, khoe khoang. Chán thật đấy. Nhìn anh đây này, cái khiên. À, cái khiên, những đứa điên thì thường dùng khiên. Anh chắc chắn em cũng có khiên luôn. Lối khiên em không dùng mà. Những đứa điên thì mới cứ dùng khiên, em có khiên, em không dùng thì em không điên. Được rồi nha, cái khiên này rất là có tác dụng các bạn ạ. Khi quái vật tấn công mình rước cái khiên ra, thế nào đánh vào cái khiên nó không đánh người mình. Tí mà có quái vật bồn cầu tấn công ốc ốc và lôi khiên ra thì các bạn chửi ốc luôn là đồ điên nhé. Ok. Nào nào, thích nói linh tinh không? À không, súng đều, súng đồ chơi không bắn được. Cứ giờ đây đếch làm gì được. Mày đi lấy cái kim đi. Thôi không chơi cái chổi toilet đấy đâu, thối lắm. À đố em bắt được anh này, đố bắt được anh, ông bắt được anh cho khẩu súng luôn. À cái đấy em biết rồi, đóng băng đúng không? Đóng băng à, em biết rồi à. Lại đây, chạy đâu có sâu. Em không biết rồi à. Chạy đâu có sâu. Chạy đi. Chạy đi ốc ngu si. Được rồi, bây giờ anh sẽ đi đập Lucky Block để xem em có kiếm được thêm đồ không nhá. Sao súng em không bắn được ta? Súng đồ chơi rồi, bắn súng. Em không biết dùng súng các bạn ạ. Ốc chưa được đi học cách dùng súng nên ốc không biết dùng súng đâu. Dạo này không có được dùng súng. Nhìn này. Gì đây? Đây, cho thêm một người bạn đấy. Chica. Chica có cái kem mày... cho ăn đấy. Đừng đánh nó, tối nó biến thành quái vật đấy. Thế à? Ờ. Thế thì mình hãy giết nó trước khi trời tối là được mà. Em lấy chổi đánh nó xem nó làm sao. À, ta đánh đàn cho mà nghe nhá. Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con chim nó. What the hell? Nó là gà mà. Con gà con. Thôi em đừng hát nữa, thôi bắn. It was at this moment that he knew he fucked up. Nó đi các bạn ạ. Ôi, bắn em. Em tự đi vào súng của anh mà. Rồi các bạn ơi, tối nó biến thành quái vật đấy. Đấy là một con Chica robot. Nếu bạn nào chơi Five Nights at Freddy thì biết là buổi tối nó sẽ lao đến bóc của mình và ăn thịt, nên là mình không thể thả nó đấy được. Bây giờ mình sẽ đặt Lucky Block ra đây để đập, để xem hôm nay ốc có trở thành kẻ ngốc hay Bê Quy Thành sẽ là trở thành tổng giám đốc. Ok. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc? À không, vẫn phải mặc, không mặc là xấu hổ lắm. Ôi giời ơi các bạn ơi, ốc ngồi trên bồn cầu không hề ngầu, lại còn ngủ gật nữa, ngáy khò khò như con bò nó kêu á. Dậy đi ốc ơi, dậy đi, không là không ai cứu được em đâu. Anh xả nước là trôi cả em đi bây giờ. Ấy ạ, gì đấy? Gì cái gì, đi đập Lucky Block thì em ngồi lên bồn cầu trông như đứa ngốc thế hả? Được, để em đập trước luôn. Ui mèo. Mèo 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 mèo. Không phải, mà là mèo 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 mèo. Trở lại tâm trí tôi đây. Thôi. Em hát bọn mèo nó bảo quê. Đừng có hát nữa đi. Anh đập ra gì đấy? Ủa, anh đập ra cái gì ấy? Cái cung may mắn. À, anh dám đập hai cái liền. Đến lượt em. Em phải đập được hai cái liền. Đánh sao ra. Ê, chả được cái gì. Cái đấy là được mấy đống block vừa phá vẩn. Đập ấy sẽ được cái gì? Đập hai cái đấy, cho đập hai cái mà. Ôi trời ơi. Quá vớ vẩn luôn đấy. Ông dân làng diễn xiếc cưỡi trên một đống heo chồng lên nhau, nhìn đây này. Ôi ôi, đồ gỗ đồ dởm nhất thế hệ mặt trời luôn. Nhìn đây, em sẽ đập ra thanh kiếm may mắn này này. Ui, lọ thuốc may mắn, uống. Uống rồi đi viện đấy ốc ạ, thuốc độc. Thuốc độc á? Thật á? Không, ở đây nó ghi là thuốc sức mạnh mà. Ui, có cái giếng ốc ơi. May nhá, không ra TNT, không là ốc ăn nổ chết queo cho đứa ngu si luôn. Kể cả là TNT em đứng ở trong giếng không chết đâu. Rồi em đập đi xem được cái gì. Ok. Zombie. Chạy đi. Xẻo mâu ốc đi các bạn. Zombie ơi, xẻo mâu ốc đi. Tao ném thuốc vào mày này. Ném thuốc này nó cắt đầu ốc bây giờ. Xúc. Si trời ơi. Ốc có cầu xin anh bắn giúp em không? Ây à, ghê đấy, chiến minh ốc, đây cho mượn cái đồ này. Ui, đánh mãi không xong đấy, ui dồi. Thôi chạy đi. Đây, để anh, còn này tuổi gì. Trời, ghê chưa. Wow, Bê Quy Thành bắn súng phát chết luôn, ngầu đấy. Quá ngầu luôn, rồi xem anh đập thế này, em đúng là đồ đen. À, cứu anh ông ơi. Táo vào. Không cứu được đâu. Cứu anh đi, anh ở trong này không ra được à. Thôi đem khẩu súng vào đây em cứu anh à. Không cần đem đâu, anh sẽ cố gắng tự sống sót. Anh sẽ đào được. Đào mãi cũng không phá được cái này là sao à.
đồ ăn hại. Bảo rồi, chết từ đầu không phải nói nhanh không? Cay thật đấy các bạn, đập mãi không vỡ được, cuối cùng vẫn bị hẹo rồi. Ốc đập đi xem được cái gì, em cứ chê anh đi TNT cho mà xem. Vừa uống thuốc may mắn đấy, đừng có đùa. Uống thuốc may mắn à, chắc chắn sẽ đen. Nhìn anh đây này, em đúng là đồ đen, nhìn đấy. Ôi, đọc sách đi, đọc sách đi. Đúng là hết cách luôn. Nó ra nguyên một đống sách. Ủa, ăn vàng đi không? Chả có vũ khí chăn rồ. Ốc chả có vũ khí gì, thôi anh cho ốc cây đinh ba này. Không thèm. Lấy cái đinh ba để phi đi. Đấy. Ủa, ốc còn không lấy được các bạn ạ. Đâu đây. Để lấy đi. Hình như đinh ba nhận chủ rồi. Không được, chả lấy được, chán quá, chả ôi chơi nữa. Giời, ốc xì kẹt. Đây, thế thì anh cho em cái đóng băng này tí. Em giúp anh đóng băng nó, anh bán cho. Đấy. Sao okay. Người ta cho anh đồ xịn thế? Đấy. Vì em gà, người ta không cho đồ đấy, đi vào trong nhà đi. Đi. Đấy, rồi đợi quái vật toilet đến. Gì ơi, lạnh. Anh không đóng băng à, đóng băng đi. Không, lạnh quá. Dạ, viêm họng bây giờ. Ôi, Bê Quy Thành ơi, thôi trả lại cho anh này. Không, cầm đi, em đóng băng quái vật để anh bán nó mà. Anh bảo rồi, đợi nó ngó cửa sổ đi. Ngó cửa sổ, đây. 2000 years later. Ôi dồi ôi, đợi quái vật lâu quá. Mình đói hết cả người các bạn ạ. Mình ở đây sẵn có mấy miếng thịt mới để từ ngày hôm kia. Trong túi của mình bây giờ chắc là vẫn ăn được. Mình ngửi, vị vật thơm lắm các bạn ạ. Mình làm miếng các bạn. Nhầm. Đi bảo vệ nhà mà suốt ngày ăn, bực thật đấy các bạn. Ốc đúng là đồ ham ăn. Này làm miếng, cho miếng ăn. Không, thịt để từ hôm kia ăn vào để đau bụng chết queo à? Đảm bảo. Đau bụng đâu mà đau bụng. Đảm bảo tí em bị đau bụng cho mà xem. Anh không ăn thì em ăn. Trời ơi, chê, chết thèm nữa còn chê. Anh quá là chê luôn ốc ơi. Ấy à, đau bụng quá. Anh biết ngay mà, rồi. Chúng độc chưa, bụng đau chưa? Ôi được chết rồi, bây giờ Bê Quy Thành sao nhà anh xây nhà bảo vệ nơi đây không có toilet à? Anh bảo, anh thấy bọn quái vật toilet ở đấy rồi đấy. Em ra đấy hỏi xem chúng nó có cho đi vệ sinh trên người chúng nó không. Ôi giời ơi, Bê Quy Thành ơi, lần sau anh làm bảo vệ nhà, anh mà nhặt được kim cương hay là vàng, anh nhặt anh xây thêm cái toilet nhé. Anh có mỗi cái toilet anh bê ngoài kia cho em ngồi cho ngầu được còn gì nữa. Ôi giời, nhưng mà xa thế kia ngồi được. Thôi được rồi, đến đây mấy đứa này đứng gần để em đi từ đấy nha. Thế đi ra hỏi nó xem. Ôi ơi, trời ơi, đau bụng quá. Ôi bạn ơi, mình đi toilet nhờ cái. Mình đi xong mình lấy chổi mình rửa luôn. Ôi cái gì đấy. Ôi giời. Ôi bạn đánh mình. Ôi nó ngồi cái chuyện này kìa các bạn kia. Ôi giời. Ôi chết rồi, nó đánh em rồi, Bê Quy Thành ơi. Ông bị bồn cầu đánh cho không hề ngầu luôn. Chết queo luôn. Ôi dồi ôi, bồn cầu đánh cho xong cái hồi sinh hết đau bụng luôn. Ôi giời. mày nhá. Ôi dồi, đây có một con ngồi trên thuyền luôn các bạn. Ôi ôi. Ông ơi, đóng băng nó đi để anh tiêu diệt. Đóng băng á? Ôi anh ơi, con gì nó xuống răng lại đánh chết đi em rồi. Nó là con bồn cầu nhỏ đó. Ủa, ăn táo vàng vào. Em có táo vàng em để làm gì? Ăn táo cho bất ngáo đi. Đóng băng đứa to rồi. Đúng rồi, đóng băng đứa to đi để anh được đánh đứa bé. Ui nó nổ này, nó nổ này. Đứa to lại không đóng băng rồi. Ấy, thanh kiếm của anh chém ra lửa có ra sấm sét luôn. Đóng băng rồi này. Cứ đóng băng đi, từ từ anh đang đánh con này. Cái thế giờ các bạn nó khỏe quá các bạn ơi. Rồi xong sét đánh te tua chết từ từ. Rồi. Đúng rồi, rơi vào hàng rào cát đấy. Bằng 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 bằng. Nó trâu quá rồi, bằng 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 bằng. Nào, đây này, đóng băng rồi này. Đây này, bắn bắt đầu đó. Bắn. Bằng. Ui, con này trâu ấy. Ui, con bồn cầu con chết rồi. Đây, đóng băng đi. Ok. Chém, nổ luôn. Chém. Ấy, thì kiếm của anh mạnh chưa? Chém đi, đúng rồi không? Chém vào đi. Chém. 2-1, không trộn cũng què. Đúng rồi. Bồn cầu dám tấn công nhà Bí Quốc Thành à? Cứ thế, tưởng thế là ngầu à? Thôi, ăn táo vàng đã, ăn táo vàng đã, xong lùi lại, em nằm đóng băng nó đi, anh bắn nó. Không có tẩn. Đóng băng, nó tẩn anh đi này. Ok. Nó trâu thật đấy các bạn ạ, con này trâu chó. Ê, thế nhỉ? Ê, nó vào bẫy. Nó chết rồi. Ồ thế à, còn một con sao á? Cái kia còn một con nó ngồi nó cười tét tua trêu mình kia, cho nó quả bom đi ốc. Em có bom không? Có. Từ nãy giờ anh cứ thấy mùi thôi thối thung thủ. Hóa ra là anh chưa đeo mặt nạ các bạn ạ. Rồi anh đeo mặt nạ vào. Đúng rồi, mình phải đeo mặt nạ vào mới được. Đấy, thì nó không có mùi nữa. Đấy. Rồi để em ném bom nó. MK3A2. Ném đi, ném vào chân nó.
Em ném bom chạy đi. Ui giời. Bom gì đấy? Ui, có vết máu này các bạn này. Ghê thật đấy. À, ta ném tiếp một cái nữa này. Bom gì đấy? Đấy, bom nổ vào đít nó đấy cơ. Con này bị mắc trong thuyền rồi ha. Vệ sinh. Ôi, ôi cái gì đấy? Ui. Đang định vào vệ sinh mà. Vệ sinh không? Đang định cầm chổi vào đánh nó. À, đóng băng anh rồi ông ơi. Ê, em đóng băng của nó rồi này. Gì ấy? Kiếm của anh chém nó sấm sét. Đấy, dụ nó vào bẫy, có cái bẫy này. Ờ, đúng rồi. Nó bị nhốt dưới đây rồi và tụi mình sẽ bắt nó làm đồ thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Thí nghiệm mà bắt bồn cầu. À không, bắt con này về thuần phục để làm bồn cầu đi theo mình. Lúc nào đi vệ sinh thì cần ngồi lên người nó là được. Đúng rồi. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Đấy, đấy các bạn ơi, tụi mình nghĩ ra một cái ý tưởng rất là ảo ma Canada, đó là mình sẽ thuần phục con đấy và trở thành thú cưỡi cho ốc. Vì ốc hay ăn đồ ăn hỏng nên là mình phải chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng phải có bồn cầu cho ốc các bạn. Ăn đồ ăn hỏng lúc nào, mỗi một tí ăn đồ ăn hỏng thôi mà nói lúc nào cũng ăn. 3 ngày để không được. Ôi nó dịch chuyển lên trên cái ốc kia. À, sao nó còn chưa chết? Nó khô lắm, đánh nó đi. Đóng băng. Phi cây đinh ba. Chém ra lửa, xoèng xoèng. Phi trúng luôn. Ôi dồi, thấy chưa, thấy em phi gì chưa? Gì ấy? Vi nhầm đấy. Vi nhầm cái đầu anh. Ốc lợi hại ra phết nhở. Thôi ốc ơi, anh nghĩ rồi, bây giờ ở nhà mình không có bồn cầu là không ổn. Anh sẽ dẫn em lên thành phố để mua bồn cầu. Ừ đúng rồi. Không phải lên thành phố để giải ngố đâu, nên là cứ mặc đồ này đi. Mua bồn cầu đấy, đi đúng chọn rồi, đi, cho đi. Nó đỡ bốc mùi. Đi đi thôi anh. Ok. Các bạn ơi, tụi mình đang trên đường lên thành phố. Tụi mình đi lạc qua một khu rừng, thế là bị lâm tặc cướp hết đồ rồi. Bê của Thành đúng là ngu. Chả ai đi lạc như anh, lạc đến Bắc Cực à. Tết đóng băng luôn rồi các bạn ạ. Thôi đi đi đi. Nhưng mà không sao, lúc nãy đi trên đường tụi mình lại may mắn khám phá được một cái khu khu gì đấy, nó có mấy cái đồ như này. Có cái thánh giá không ạ? Thánh giá làm gì nhở? Không biết được, này giống ở trong đo á, chúng ta có thể khống chế những con quái vật. À, nhưng mà ôi, Bê của Thành đúng vô tri, tự nhiên anh ngã xuống nước. Mình đoạn bồn cầu. Chạy đi. Mình có cái thánh giá mà. Thánh giá cái đầu anh á. Ôi, khống chế được một con rồi anh. Ôi, chui đây đây. Ôi. Khống chế, em khống chế thêm được một con. Từ từ từ. Ôi cái gì đấy? Nó đánh cái thánh giá của em. Wow, thánh giá khống chế được bồn cầu này các bạn này. Rồi tèo đời luôn. Thế thì mình không sợ bọn quái vật bồn cầu nữa ông ơi. Cái kiểu nó dặn đóng giả cái bồn cầu các bạn kìa. Bắc tiến cực lên. Này. Wow. Nó đánh chết thánh giá. Thế thì mình không sợ bọn quái vật bồn cầu nữa ông ơi. Đây trời tối nữa chứ các bạn ạ. Sợ quá, nó lại gần. Này thì dọa tao nè. Đấy rồi, anh khống chế được con này rồi các bạn ạ. Rồi xong đời. Xong đời luôn. Thánh giá trong tay. Không bao giờ sợ quái vật đâu. Hết rồi. Thôi rồi bây giờ chúng mình. À đây con. Còn một con hả? Đấy đây con này nè. Em tiêu diệt đi. Ok rồi. Rồi đây anh khống chế được nó rồi. Nào. Ôi sao lại xuống cả dưới đáy sâu rồi đấy. Cái thánh giá này mạnh lắm. Ông ơi đi lên đây đi, xem chui dưới băng thế. Không hiểu, em bị lôi xuống mà. Thôi các bạn ơi, dù sao thì bây giờ tụi mình đã có cây thánh giá, không sợ bọn quái vật bồn cầu nữa rồi. Và có lẽ bây giờ tụi mình cũng phải tìm đường về nhà thôi. Ông ơi, chui lên đây đi, tìm đường về nhà. Em vẫn còn muốn tiêu diệt con này. Còn nó ở dưới băng này. Rồi đấy, anh tiêu diệt rồi. Đấy, tiêu diệt được nó rồi. Ok. Ok, thôi đi về đi. Ui, đi về đâu nhiều quái vật lắm. Ui, bọn quái vật này gặp thánh giá đúng khóc tiếng má luôn. Buổi tối này mình đi nhưng có thánh giá trong tay thì không sợ quái vật đâu các bạn ạ. Đấy, ốc vừa bắt con nhện, anh sẽ bắt con nhện này. Rồi, bắt đi nào. À, ngươi à. Đấy, chết queo luôn. Đi thôi. Thôi đi về nhà các bạn ơi, hẹn gặp lại bạn video sau nhé. Các bạn nhớ like video, bấm đăng ký kênh ủng hộ Bê Quy Thành và ốc. Nhanh lên. Không sợ con quái vật bồ cầu nào nữa đâu. Có thành giá trong tay, quái vật sợ ngay.